Ôi chào anh em nha, hôm nay được một hôm đi du lịch ngoài trời thì thấy đẹp quá nên là lấy ra review cho anh em nha. Trên tay em đây là con LG Velvet 5G nha anh em. Con này thì cấu hình cũng rất là cao nha, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB nha anh em. Đây nha, để anh em có thể thấy nha. Con này thì chạy chip Snapdragon 765 nha anh em. Con chip này thì anh em chơi game cũng rất là ok, rất là mượt mà nha. Đây anh em có thể thấy nha, màu sắc thì anh em cũng thấy rất là rõ nha, ngoài trời nha anh em. Đó, rất là xịn sò luôn. Mà giá thì nó chỉ với 3.390 nha. Và anh em đã sở hữu một con máy xịn sò như thế này, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB nha anh em. Rồi chiếc gồng 765 luôn, cực chất cho anh em luôn nha. Thì con này thì đang trực tiếp bán bên cửa hàng em nha. Địa chỉ là 33 Lãm Minh Thăng, phường 12, quận 11. Hoặc là nếu anh em muốn ship thì anh em có thể liên hệ qua số Zalo 0702771654 nha anh em. Ship tận giường cho anh em luôn, máy móc bên em là bao zin nha, báo không với máy sửa chữa máy lỗi nha anh em. Đây siêu xịn nha, mong anh em có thể ủng hộ nha. Rồi em cảm ơn anh em nhiều.